Hello, xin chào mọi người, mình là Vinh. Thì hôm nay mình sẽ là cái ngày đầu tiên mình chuẩn bị đi hội chợ Canh Công Fair ở Quảng Châu, Trung Quốc. Thì sáng ngày hôm nay là ngày đầu tiên ha. Hôm qua thì mình đến hôm tối hôm qua ngủ một đêm. Đây là Quảng Châu, đây là từ tầng chính của khách sạn mình đang ở. Đây là khách sạn mình đang ở, thì mình ở chung với một anh ở Bình Thuận, dễ thương, bằng tuổi. Đây chúng tôi xem cái phần này. Chung khách sạn ở Trung Quốc thì mình thấy nó rất là ok á mọi người. Mình cũng đi khách sạn ở Sài Gòn á, mình sẽ ăn cũng 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 có sao, mình thấy nó ví dụ có một sao thì mình thấy khách sạn Trung Quốc ok hơn. Mọi thứ thiết bị đồ này nọ nó khá là hiện đại, mặc dù những cái đồ đó đồ của Trung Quốc không à, nhưng mà đồ nó đồ Trung Quốc nội địa mình thấy khá là ngon, như tivi rồi đèn đóm hệ thống cửa này chung ổn. Thì hôm nay thì mình sẽ đi hội chợ ngày đầu tiên. Cái hội chợ nó lớn kinh khủng lắm, thì mình sẽ cố gắng quay lên cho mọi người xem là cái hội chợ này nó như thế nào. Hội chợ này là hội chợ gần như là lớn nhất thế giới, và hôm nay cái ngày cái đợt đầu tiên này là mình đi đúng cái đợt của triển lãm về công cụ dụng cụ, công cụ dụng cụ cầm tay và một số thứ liên quan đến trong cái ngành của mình. Đợt một thì nó tới mấy ngày rồi, nhưng mình đi thì chỉ có 2 ngày thôi, 2 ngày đi đi để dành để hội chợ thôi đó. Ok ha. Đây là khách sạn ha, thì mỗi khách sạn nó sẽ có một cái khóa tự động như thế này. Số má này 8 được. Đây là lần thứ 2 mình đi vào Trung Quốc mình thấy nó vậy. Đây mọi người thấy đây là cái lối vào ha, thì nó làm rất là đẹp thực sự luôn. Khách sạn này như khoảng 2 sao thôi, rất là ok. Bây giờ mình đi xuống ăn sáng ha, mình sẽ đứng xuống mình quay dưới đường cho mọi người xem. Cho mọi người xem đường phố của Quảng Châu nha. Thì trước đây cứ khách sạn của mình, đây là cái xe đi. Có đặc điểm xe ở Trung Quốc á, là nó rất là cao. Cái xe này nhìn như là tưởng là xe giường nằm 2 tầng, nhưng thực sự nó có 1 tầng à, và nguyên từ ở dưới này lên trên này đó là cái thùng xe đó, nó cao vậy đó, rất là cao luôn. Xe Trung Quốc thì nó sử dụng biển số xanh ha, số xanh không giống như mình là số trắng, này là số xanh. Và đây là mấy anh xe ôm nè, mấy anh xe ôm Trung Quốc xe ôm Quảng Châu. Và đây xe ôm ở đây mọi người thấy là này, xe thồ á, đi xe không khói mà chứ không phải đi xe bình thường. Một cái điều rất thú vị là anh phố Quảng Châu này người ta cấm xe máy nha, cấm xe máy chỉ được đi xe hơi thôi, nó giàu vậy đó. Mình xem cái khổ mình ở coi như là cái chỗ trung tâm thôi. Cái đường xá Quảng Châu nó bự kinh khủng lắm, đi cái đường này thôi là nó sẽ có tới 1, 2, 3, 8 làn xe. Một cái đường này thôi là 6 làn xe. Thật sự thì Trung Quốc rất phát triển, đặc biệt ở thành phố Quảng Châu này là một trong 3 thành phố phát triển nhất ở Trung Quốc, nên là về mặt giao thông này đó nó rất ok đó. Tất cả những đèn xanh đèn đỏ, hệ thống này tín hiệu giao thông nó rất là tốt và nó theo dõi rất là ghê gớm. Nếu mà đi xe thì một là chúng ta lại đi xe điện, hai á là chúng ta sẽ đi xe hơi, còn đi xe máy mà nếu mà bị bắt á là lấy luôn á. Đó, xe này ok. Ở thành phố này á, thì cái mật độ xây dựng nó kinh khủng lắm, toàn là chung cư không à. Và theo cái câu hướng dẫn viên mình nói thì ở đây người ta không có sở hữu đất riêng được, đó là đất của nhà nước hết á. Còn nhà mình mua á, là mình chỉ sở hữu được có 70 năm thôi, xong đó thì mình phải trả lại đó. Tại vì ở đây nó quy hoạch khá tốt đây.
Nhưng mà điều hay Trung Quốc đó là nó luôn duy trì tất cả thành phố mật độ cây xanh là 30%. Người thấy vậy thôi chứ công viên cũng nhiều lắm. Đó là cái điều mà rất là hay. Và xe buýt ở đây, đây mọi người, cái chiếc xe buýt bên kia nó là xe bằng điện hết á, xe buýt điện không à, rất là êm. Đương nhiên cũng hình như cũng có xe xăng nữa, nhưng mà mình thấy xe điện thì nhiều. Đó, xe đạp điện chạy rất là nhiều. Đây là xe xăng. Đây là con đường buổi sáng, hiện tại là khoảng 6:45 thì đường phố khá là vắng, giống giống như Sài Gòn ha. Đây là một cái tiệm bánh, xe thì nó đậu trước như thế này. Đường phố bây giờ thì bắt đầu khoảng 8 giờ nó đi làm nhiều. Đây là một cái khu đường phía bên tay trái khách sạn của mình. Cái đường này thì nó sầm uất hơn. Học sinh đi học nè. Dân đây nó cao lắm ha. Mấy đứa nít vậy nó cao. Đó. Xe đậu đầy luôn. Xe hơi không. Ở đây thì người ta kinh doanh không giống như ở Việt Nam mình, cũng có mặt tiền nhưng mà nó không nhiều như Việt Nam mình. À, đường xá khá là rộng, các cái đường này nó rộng thôi, cũng có những cái đường nó nhỏ. Nhưng về mặt chung thì mình thấy nó quy hoạch tốt.